Xin chào tất cả bạn Fishy và hôm nay sẽ là Skyblock Survival tập 5. Và trong tập này những điều thực ra trong tập trước những việc đã làm là mình đã tạo tạo cái kho chứa đồ, đặt những cái chỗ trồng cây, mình chuyển đất đống cỏ từ trên xuống, mình chuyển máy nghiền đá xuống và mình đang chết đói. Mình vẫn còn những quả táo ở trong cái dương này và mình đã sắp xếp ra lương thực thực phẩm, khối và thứ linh tinh, đồ dùng, gỗ và than củi và đá. Và trong tập này chúng ta sẽ tiếp tục làm mấy cổng vào địa ngục và mấy đường đến cổng vào địa ngục kiếm hơn. Trong trước đó mình phải nung trống gỗ này ra đã, mình cứ để ở thế rồi than than củi rồi để than củi rồi hãy cứ để nó nung. Tách đống này ra và không, mình chưa cho gì vào. Mình hãy cứ để lại còn một số gỗ như thế mình còn dùng về sau đó, cứ để chỗ đấy nung trong thời gian đó và số gỗ còn lại mình sẽ giữ lại để dùng. Còn 29 miếng gỗ thoải mái, được rồi. Và đống cỏ này mình để đây để cỏ có thể lan sang bên này, mình muốn trang trại mình sẽ ở bên này. Thế lại chặt mình bớt 10 cây. Mình vẫn đang hy vọng quả táo, mình vẫn còn 4 quả táo, mình không ăn tại vì sợ các bạn mình nghĩ mình ăn gian. Rồi, bây giờ chờ cây phân hủy. Rồi. Và lấy mầm cây mình ở đâu rồi? Mầm cây của mình ở có rất nhiều mầm cây gỗ. Bỏ mầm cây vô đây. Sớm muộn gì mình sẽ dùng mầm cây làm nguồn để nung. Sớm hay muộn. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào công đoạn làm cọc đến địa ngục. Tại mình không còn việc gì nữa. Được rồi, hãy lấy đá. Hãy lấy hàm lượng đá kinh khủng khiếp của chúng ta. Ok. Ốc mầm cây. Yes, please. Chào. Có người hàng xóm đang nhìn bên cạnh và nhìn tôi nói một mình trước cái màn hình vi tính bảo thằng này bị điên, thằng này đi cu. Rồi bàn làm việc trước nhất thay đổi vị trí cái bàn làm việc. Bàn làm việc và mình sẽ cần slot. Và tôi nghĩ nếu như các bạn chưa xem các Skyblock Build bao giờ thì các bạn đây sẽ là lần đầu tiên các bạn nhìn thấy Stone Slab. Vậy. Mình muốn nó bắt đầu từ đây. Đường nào cho nó cân bây giờ. Rồi, trước hết là mình phải làm cho nó cân xứng nữa. Stone, mình vẫn còn wall. Block nữa. Không thể sprint. Không thể sprint với cái thứ đáng nguyên rủa này. Không thể chạy với thứ đáng nguyên rủa này. Rồi, và mình sẽ... Nó sẽ bắt đầu từ đây. Không thể chạy với thứ đáng nguyên rủa này. Rồi, thế thì nó sẽ ở đây. Không cần chỗ này nữa. Ok. Slabs và nó bắt đầu từ cái cột trụ bên này sang một ô, thì bên này nó sẽ như thế, từ cột trụ bên này sang một ô nó sẽ ở đây. Và nối nó xuống đó, và đây sẽ là, thực ra nó khá là cân xứng đấy, theo tôi nghĩ thế, nó khá là cân xứng.
và mình phải thay đổi vị trí mấy cây này. Chắc trang trại nên làm ra bên kia không nhỉ? Thôi bên này mình sẽ dùng trúng cây. Rồi, và mình đang chờ chỗ cỏ này lan sang, thế nên là không thể đụng vào chỗ đấy rồi. Phá đống này đi, cắm một cái đuốc khác vào, vì lần trước chúng ta không muốn enderman lại spawn bất kỳ ở đây. Và trước hết tôi sẽ phải đặt slabs bình thường. Đây, chỗ này sẽ là một miếng đá bình đá. Chỗ này sẽ là rồi phải chuyển này sang stone bricks. Được, chỗ này sẽ là miếng đá bình thường. Yeah, đây sẽ là Skyblock version Christmas Survival. Ho. Merry Christmas. Ho. Và hãy kiểm tra xem nó đúng không. Hãy thay chỗ này bằng đó. Phải bỏ miếng này ra, tôi vẫn muốn cỏ lan sang bên này. Đấy yêu. Chơi tuyết rồi, xẻng. Let it go, let à, như cái lồng họ vẫn hát. Cắm đuốc hay là cắm sáp hay cắm đuốc nhỉ? Tôi sẽ đặt slab xuống cho đẹp. Trông hơi xấu. Lúc đầu tôi định đi vào cái dùng cái phương pháp này nhưng là nghĩ là hơi quá xấu. À, hơi quá xấu. Ôi rồi trời tuyết, lắm tuyết quá. Tôi phải đi lấy thêm tí tuyết. Tôi sẽ làm người tuyết. Tôi sẽ làm người tuyết. Tôi có bí ngô. Tôi nhất tôi có hạt giống bí ngô. Tôi không thể chạy được, cho nên là ra cây là sẽ hơi khó. Tôi không thể chạy. Tôi không thể sprint. Tôi cần đúng. Thế là đủ, chắc thế. Tôi có bao nhiêu tuyết? Chắc phần blocks. Tôi có 11 miếng tuyết. Rồi, tôi phế là đủ. Chúng ta có thể làm Boris the Snowman. Các bạn sẽ biết Boris the Snowman là ai không? Đây, bộ phim đấy khá hay. Bộ phim Courage the Cowardly Dog. Phim này khá hay. Rồi, cái đống đất này đúng là thật là khó chịu mà. Chắc tôi sẽ làm cái mặt phẳng ngang đây. Thế đây. Thì đây, thì đây, thì đây, thì đây. Này cũng thế vậy. Đây, thì đây, thì đây, thì đây. Tôi đặt tay đây là fence, đặt đây là hàng rào bằng gỗ và tôi bắt đầu xây cổng địa ngục. Rồi, bắt đầu làm cổng địa ngục nào, chúng ta đang mất thời gian này. Tập sau tôi phải làm một trang trại ra chết đói. Được rồi, hàm lượng gỗ không bao giờ thiếu chúng ta đâu. Hàm lượng gỗ không hề thiếu của chúng ta đâu. Chạy. Không. Minecraft khi đói. Chạy là một công việc hết sức mệt nhọc. Thật, nghĩa đen. Rồi, bây giờ tôi phải ngừng cái tuyết này bắt đầu thấy khó chịu rồi. Nhiều tuyết quá bắt đầu thấy khó chịu rồi.
Đặt slabs ở đây. Tại may mắn là tuyết không gì nhỉ? Tuyết không có trên slab. Ok, và phần này tôi chờ nó lan ra đã. Và tôi sẽ cắm chuốt. À, đuốc này không cần đến nữa. Cần thêm một cái chuốc. Và đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. Tôi cần 4 thôi. Không cân xứng. Tôi vẫn nhận ra chúng ta có thể không cân xứng. Tôi vẫn nhận ra chúng ta có thể không cân xứng. Hãy thử lấy hắc thạch ra xem là hắc thạch ra đâu rồi. Được rồi, bỏ xuống nó không có bỏ lại đâu. Trời vẫn rơi, tuyết vẫn rơi. Tuyết vẫn rơi, còn lòng người vẫn đắng. Được rồi, yêu cầu 2 2 2 2 6. Đây còn 5. Đây là 6. Lên trên này à? Hãy thử xem nào. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Úi dồi, tấm đầu hơi khó chịu rồi. Đúng thật là nó không hề cân xứng. Tình huống nan giải, nếu tôi có thêm hắc diện thạch thì nó sẽ cân xứng. Nhưng tại vì tôi không có, tôi sẽ phải chuyển cái cầu này sang vào bên trong này á. Chắc chỉ còn cách đấy thôi. Đắng cả lòng. Rồi hãy chuyển cột trụ lại vào bên trong một ô. Chuyển nó vào bên trong này. Đắng cả lòng. Whoops. Yo. Quế. 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 Oh. Ha. Và thay phiên nhau đắng lòng. Thay phiên nhau mà đắng lòng. Đây là điều xảy ra nên các bạn không chuẩn bị kỹ càng trước khi bắt đầu quay một episode. Yeah! Một like là sự ngu xuẩn của tôi. Bây giờ nó không cân xứng. Nhưng ít nhất hãy cứu vãn những gì có thể cứu vãn. Miếng cỏ này bom vẫn chưa lan. Rồi, bắt đầu làm cổng địa ngục nào. Và trong tập này tôi sẽ để nó cháy. Tôi quan tâm tập này 20 phút, tôi sẽ để nó cháy. Và cái xô của chúng ta nó ở trong phần quyết mỏng. Để xô dung nham nào. Các cái cây của chúng ta có thể bắt cháy. Và thành sàn gỗ chúng ta cũng có thể bắt cháy. Và bây giờ công việc quan trọng không được sai sót.
Cái nó cần cao bao? 1, 2, 3. Một block. Để kiểm tra nào. Ôi tôi đang đói lần thế nữa. 1, 2, 3. Đó. Và cuối cùng 1, 2. Yêu bội. Cổng ngục bây giờ cần nó cháy. Tôi cần phải ăn gì đó. Tôi cần region. Tôi có 4 quả táo. Nó sẽ region cho tôi 8 health. Nhưng tôi có 10 health. Hãy ăn táo. Tôi cần phải region. Tôi cần region rất gấp. Đấy, và chúng ta đã không được region. Rồi, và bây giờ chúng ta cần gỗ. Cái này xong chưa? YOLO. Một level. Chúng ta cần gỗ. Tôi cần thêm một miếng gỗ nữa. Hehehe, vì tôi quá thông minh. Chúng ta có thể sprint, nhưng chúng ta không có region. Và số gỗ đã có thể bắt cháy. Và hãy đề phòng số gỗ này bắt cháy. Nhé. Nhé. Chắc tôi sẽ đặt thêm gỗ nữa đây rồi và này đi quay ra đằng sau bây giờ chờ nó cháy hay đặt theo pathing như này đi. Cháy. Cháy đi sao frame rate thấp thế này. Oh my fucking frame. Ok. Let it go chấm dứt tại đây. Let it go chấm dứt tại đây. Let it go. Chúng ta đã có cổng địa ngục. Và sang luôn bên này. Ôi rồi say sóng. Rồi phần cuối cùng chúng ta phải xây ở bức tường bên đằng sau cổng để phòng cho chúng ta không bị ngã. Ôi cái cổng đầy tuyết. Rồi và đó. Ok, nó làm được thế đúng không? Bay thôi. Và chúng ta vẫn còn hàng rào cho chúng ta vẫn còn. Cắm luôn. Ôi, quả này sẽ đau đấy. Được rồi, và vì chỗ này đã thành cỏ nên mình phải bỏ chỗ này. Để cho nó lan sang bên này thôi.
đặt cái hàng rào cuối cùng xuống và đặt hàng rào. Và đó sẽ là tất cả những gì trong ngày hôm nay. Nếu các bạn thích thì các bạn đang xem thì đừng quên share và subscribe. Và như mọi khi, tôi sẽ gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Fitzy. Tạm biệt.